tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Du Văn An. Thời gian gần đây các em đã được làm quen với rất nhiều bài giảng trực tuyến. Trong tiết học mới này, cô sẽ hướng dẫn các em một tiết tập làm văn, đó là tiết nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Như các em đã biết thì văn nghị luận là một kiểu văn bản mà ở đó người nói, người viết chủ yếu sử dụng lý lẽ và dẫn chứng, lập luận nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một quan điểm, một tư tưởng nhất định. Ở lớp 9 thì chúng ta làm quen với dạng văn nghị luận này ở 3 dạng. Một là nghị luận về hiện tượng đời sống, hai là nghị luận về tư tưởng đạo lý, và thứ ba là nghị luận về một tác phẩm truyện. Mà hôm nay cô hướng dẫn tiết nghị luận về một tư tưởng đạo lý là nằm trong thể loại văn nghị luận. Mục tiêu của bài này đó là giúp các em biết làm bài văn nghị luận một cách hoàn chỉnh về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Ta đi vào phần 1 La Mã, tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu qua văn bản Tri thức là sức mạnh, sách giáo khoa, trang 34. Các em đọc thật kỹ văn bản trên và trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Câu hỏi A. Văn bản trên bàn về vấn đề gì? Vấn đề cần bàn trong văn bản đó chính là giá trị của tri thức khoa học và người có tri thức. Chúng ta quan sát câu hỏi B, sách giáo khoa trang 36. Văn bản có thể chia làm mấy phần, chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau. Hiểu nôm na có nghĩa là sách giáo khoa hỏi chúng ta về bố cục. Văn bản có thể chia làm 3 phần. Phần mở bài, đoạn 1, nêu vấn đề. Phần thân bài gồm 2 đoạn, nêu 2 ví dụ chứng minh tri thức là sức mạnh. Một đoạn nêu tri thức có thể cứu một cái máy khỏi số phận của một đống phế liệu. Một đoạn nêu tri thức là sức mạnh của cách mạng. Bác Hồ đã thu hút nhiều nhà tri thức lớn theo người tham gia đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thành công. Phần kết đoạn, đoạn còn lại, phê phán một số người không biết quý trọng tri thức và sử dụng tri thức không đúng chỗ. Các em quan sát câu C, sách giáo khoa. Các em có thể đánh dấu các câu có luận điểm chính trong bài như sau. 4 câu của đoạn mở bài, câu mở đoạn và 2 câu kết đoạn 2, câu mở đoạn 3, câu mở đoạn và câu kết của đoạn 4. Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rất rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết. Tiếp tục là câu D, sách giáo khoa. Phép lập luận chủ yếu trong bài này là chứng minh. Bài này dùng sự thực tế để nêu một vấn đề tư tưởng, phê phán tư tưởng không biết trọng tri thức và dùng sai tri thức. Tiếp tục câu E. Sự khác biệt giữa bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống và bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Các em có thể quan sát từ bố cục, các em có thể quan sát từ cách lập luận. Ta thấy rằng bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống lấy hiện tượng sự việc đời sống để nêu ra những vấn đề tư tưởng. Còn văn bản nghị luận về một tư tưởng đạo lý thì lại dùng giải thích, chứng minh, v.v. làm sáng tỏ các tư tưởng đạo lý quan trọng đối với đời sống con người. Trước khi đi vào phần ghi nhớ, cô muốn các em trả lời các câu hỏi sau đây. Câu 1. Qua văn bản vừa phân tích, theo em, đề cao giá trị của tri thức và người có tri thức
có được xem là một tư tưởng đạo lý cần thiết với chúng ta hay không? Vì sao? Qua văn bản mà chúng ta vừa phân tích, em thấy việc đề cao giá trị của tri thức và người có tri thức được xem là một đạo lý. Vì những điều này thường được nhắc đến trong đời sống, và đặc biệt hơn nữa là tri thức quyết định sự tồn tại, sự phát triển và thành công của loài người. Cho nên, con người cần phải tìm hiểu, phân tích và làm theo tư tưởng đạo lý ấy. Câu hỏi 2. Tư tưởng đạo lý thường được đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, ngụ ngôn, khẩu hiệu hoặc là khái niệm. Tìm ví dụ để xác nhận những đạo lý thông thường mà em biết. Tư tưởng đạo lý thường được đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, ngụ ngôn như là học đi đôi với hành, có chí thì nên, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tư tưởng đạo lý còn được thể hiện trong các khẩu hiệu hoặc các khái niệm như là khiêm tốn, nhân ái, và chung tay chống dịch Covid-19, v.v. Hoặc đặc biệt các em thường hay nghe như là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, không có gì quý hơn độc lập tự do. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong một bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Chúng ta đã tìm hiểu về vấn đề chính, tìm hiểu về bố cục, tìm hiểu về luận điểm và tìm hiểu về cách sử dụng phép lập luận chính của bài. Như vậy, theo các em, thế nào là nghị luận về một tư tưởng đạo lý? Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, v.v. của con người. Ta sang câu hỏi tiếp theo, câu số 4. Nội dung của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý phải đảm bảo những yêu cầu gì? Sử dụng các phép lập luận nào để làm sáng tỏ vấn đề? Nội dung của bài văn nghị luận là phải làm sáng tỏ các vấn đề tư tưởng đạo lý bằng cách giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích, v.v. để chỉ ra những chỗ đúng hay chỗ sai của một tư tưởng nào đó nhằm khẳng định tư tưởng của người viết. Ta tiếp tục câu số 5. Về hình thức thì bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lý cần phải chú ý điều gì? Về hình thức thì bài viết phải có bố cục 3 phần, có luận điểm đúng đắn, sáng tỏ, lời văn phải chính xác và sinh động. Chúng ta sang phần 2 La Mã, phần luyện tập. Các em đọc kỹ văn bản Thời gian là vàng, trang 36-37 của Phương Liên và trả lời 3 câu hỏi A, B, C trong sách giáo khoa. Câu hỏi A. Văn bản Thời gian là vàng thuộc nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian. Các luận điểm chính của từng đoạn là: thời gian là sự sống, thời gian là thắng lợi, thời gian là tiền, thời gian là tri thức. Sau mỗi luận điểm là một dẫn chứng chứng minh, thuyết phục cho giá trị của thời gian. Câu C. Phép lập luận trong bài chủ yếu là phân tích và chứng minh. Các luận điểm được triển khai theo lối phân tích, những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng. Sau mỗi luận điểm là dẫn chứng chứng minh cho luận điểm. Để giúp các em có những cái thao tác theo dõi bài một cách cẩn thận và chu đáo, 3 slide tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em phần ghi vào vở. Các em ghi đầy đủ vào vở để khi nào chúng ta đi học lại thì cô sẽ kiểm tra. Để củng cố lại bài học và để hướng dẫn phần bài mới thì các em phải thực hiện 3 cái yêu cầu dưới đây.
Một là xem lại, ghi nhớ, học thuộc hai cái dạng ý nghị luận về sự việc, hiện tượng và tư tưởng đạo lý. Và thứ hai là các em sẽ làm cái dạng ý chi tiết cho đề số 4, trang 52 sách giáo khoa, đó là đức tính khiêm nhường. Các em lập dạng ý vào trong vở bài tập. Thứ ba là các em sẽ soạn tiết 111, cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Các em học sinh lớp 9 thân mến, cô rất cảm ơn các em đã theo dõi tiết dạy lập luận văn của cô. Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến chăm chỉ. Hẹn các em vào tiết tập làm văn nhập.